lại một câu chuyện liên quan đến đồng hương gốc Việt chúng ta. Một phụ nữ gốc Việt ở thành phố Houston ở Texas đã bị kết tội điều hành đường dây chuyên làm các cuộc hôn nhân không chính thức để nhập tịch vào Mỹ, đã bị tuyên án 10 năm tù. Vào ngày 27 tháng 10 vừa qua, theo bản tin của tờ báo địa phương Houston Chronicle, tránh án Kenneth ở tại tòa liên bang của Mỹ đã tuyên án bà Yến Nguyễn, 58 tuổi, còn có tên là Duyên. Với số tù, đó là 10 năm ở, do tổ chức đường dây hôn nhân giả rất tinh vi để nhập tịch và đã thu được số tiền lời có thể lên đến 15 triệu đô la Mỹ, theo tờ báo cho biết như vậy. Trước tòa, bà Nguyễn nói rằng bà hoàn toàn nhận trách nhiệm về những việc đã làm và cũng ngỏ lời xin lỗi gia đình và bạn bè về những rắc rối mà họ đã phải trải qua. Vào tháng 11 năm 2020, và đã nhận tội tổ chức ít nhất là 40 vụ hôn nhân giả trong thời gian 4 năm để giúp người ở các quốc gia khác có được thẻ xanh ở Mỹ. Những người từ Việt Nam muốn làm đám cưới giả với người vợ hay người chồng có quốc tịch Mỹ thì phải chi trả từ 50 cho đến 70.000 đô la Mỹ ở thời điểm đó. Có tất cả 50 người gồm bà Nguyễn, con cái của bà, một số người thân khác đã bị bắt hồi tháng 5 năm 2019. Sau khi bản cáo trạng gồm 206 tội danh được nộp tại tòa, trong số này có 47 tội danh hôn nhân giả, 50 tội danh lừa ngạt qua đường bưu điện, 51 tội danh gian lận di trú và 51 tội danh khai gian dù đã tuyên thệ nói đúng sự thật. Phụ tá biện lý của bang Adam nói đây là vụ tổ chức hôn nhân lớn nhất từ trước cho đến nay ở Houston, nếu không muốn nói là lớn nhất ở tại Mỹ. Để giúp chứng minh với nhân viên điều tra rằng đây là các cuộc hôn nhân thật, bà Nguyễn và đồng lõa đã đưa ra những cặp vợ chồng liên hệ đến ở trong các căn nhà do bà làm chủ, dặn dò và bắt họ phải thuộc lòng những chi tiết trong đời sống hàng ngày để khai cho sự thích hợp và giống nhau hoàn toàn. Những người là công dân Mỹ được bà Nguyễn lôi kéo vào đường dây này, được trả đều đặn mỗi tháng khoảng từ 200 để làm nhiệm vụ tuyển mộ, trong khi những người đóng vai chồng hay vợ được trả tổng cộng từ 15.000 cho đến 20.000 đô la Mỹ, nhưng chi trả theo từng giai đoạn tiến triển mà thôi. Văn phòng biện lý Liên bang ở Houston nói rằng có một số người phối ngẫu giả này khai rằng họ không hề nhận đủ số tiền được hứa đã trả trước đây. Phó biện lý nói bà Nguyễn sống trong khu nghèo ở gần khu Bella trong vùng Tây Nam ở Houston để che mắt giới chức công lực. Nhưng có tài sản gồm ít nhất là 6 căn nhà và xe cộ sang trọng ở các nơi khác. Bà cũng đã bị 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù phải trả số tiền phạt lên đến là 334.605 đô la Mỹ. Để thực sự là một bài học lớn cho đồng hương gốc Việt chúng ta. Giấc mơ tốt đẹp, vô cùng tốt đẹp, tuy nhiên dùng phương tiện gì để đạt đến nó, đó là điều chúng ta cũng cần phải cân nhắc bởi đó sẽ mang đến một hậu quả có hậu hay là hậu quả vô cùng thiệt hại lớn hơn nữa cho chính đời sống của chúng ta. Thời gian về sau nhiều đồng hương chúng ta được sang Mỹ định cư theo diện bảo lãnh đoàn tụ gia đình thì có sự chuẩn bị hơn. Nhưng khi nhìn lại thời gian trước đây, kể từ năm bảy mấy, bảy năm, bảy tư và tám mươi mấy thì nhiều người đến Mỹ khá là bỡ ngỡ và phải vật lộn với công ăn việc làm bởi mình chân ướt chân ráo không hề có sự chuẩn bị gì. Và rồi qua bao nhiêu thời gian nhìn lại cộng đồng người Mỹ gốc Việt chúng ta, nhiều người rất thành công từ thế hệ thứ nhất và rồi thế hệ thứ hai và nay thế hệ thứ ba thậm chí thế hệ thứ tư nhiều đồng hương chia sẻ về những bí quyết để mà trở thành những người thành đạt thành đạt cả về đời sống kinh tế và đời sống gia đình ở ngay trên mảnh đất mà chọn là quê hương thứ hai của mình bọc bạch tâm sự về một cái nghề mà khá gần gũi mà dường như đã đem lại không ít kinh tế cho gia đình sống thoải mái Tuổi trung bình của một ngôi nhà ở Mỹ hiện nay khoảng chừng 39 năm theo một báo cáo mới nhất của hiệp hội xây dựng quốc gia viết tắt là NAHB. Khi có quá nhiều nhà đã cũ đó là dấu hiệu cho thấy triển vọng phát triển của lĩnh vực sửa chữa và tân trang nhà cửa. Và đây là lĩnh vực mà rất nhiều đồng hương gốc Việt chúng ta đã bước chân vào xem đó là cái cơ nghiệp của mình và xây dựng tổ ấm gia đình của mình nhờ vào cái nghiệp này. Khi một ngôi nhà đã bị cũ, ọp ẹp và có nhiều chỗ xuống cấp cần được sửa chữa hoặc là tân trang, như thiết bị gia dụng thì chủ nhà cũng có thể lắp đặt thêm các tiện nghi cho những ngôi nhà cũ kỹ để khiến cho chúng trở nên cạnh tranh hơn với những nhà có kiểu dáng và tiện nghi hiện đại bây giờ. NAHP cho biết giá nhà tăng khuyến khích chủ nhà chi nhiều hơn cho việc sửa chữa tân trang nhà. Đó là cơ hội cho nhiều đồng hương gốc Việt chúng ta đang làm trong lĩnh vực này có một cuộc sống khá là dễ chịu và đồng thời từ việc tăng nguồn cung ứng nhà cũ có khả năng dẫn đến tăng nhu cầu xây mới trong thời gian dài khi các ngôi nhà này cũ hơn. Theo nhiều người nhận định, hơn một nửa số căn nhà Mỹ đã được xây dựng trước năm 1980, tức là khoảng 38% được xây dựng trước năm 1970, trong đó việc xây dựng nhà mới không theo kịp tốc độ nhu cầu nhà ở trong 9 năm qua. Và đây là một công việc, một cái nghề mà nhiều đồng hương chúng ta ăn nên làm ra là vậy. Với tỷ lệ nhà mới xây giảm từ 15% trong năm 2006 đến 7% vào năm 2019, theo thống kê từ NAHB, thì phần nguồn cung nhà ở của những căn nhà được xây cách đây từ 50 năm trở lên đã tăng từ 30% và năm 2009 lên 37% vào năm 2019. Nguồn cung những căn nhà cũ kỹ này đang khiến cho các chủ sở hữu nhà đã phải tu sửa cải tạo nhiều hơn. Đặc biệt là những chủ nhà trẻ tuổi, những người đang phải đối mặt với tình trạng nhà ở sẵn có rất là hạn chế nên đã tìm giải pháp là tìm đến những căn nhà cũ và sau đó nhờ người sửa chữa. Gần một nửa số nhà ở Mỹ có kế hoạch nâng cấp hoặc sửa sang nhà cửa trong năm. Theo một cuộc khảo sát kéo dài kể từ năm 2021 của Landing Home, một công ty chuyên cho các nhà đầu tư địa ốc vay vốn để mà đầu tư mua nhà, Xu hướng này nổi bật nhất với những chủ nhà ở độ tuổi từ 25 cho đến 44. Những người đang thực hiện nhiều tân trang sửa chữa nhất và tìm cách thổi một luồng không khí mới và diện mạo mới cho tổ ấm của mình. Và nhiều khao khát những người bạn trẻ đang muốn sở hữu một căn nhà cho mình, xây dựng tổ ấm cho mình. Thì đây cũng là cơ hội để cho nhiều đồng hương chúng ta ai có niềm đam mê hoặc có kỹ năng trong lĩnh vực sửa chữa nhà cũng như là lĩnh vực mỹ thuật để tạo dựng về kiến trúc để có một công ăn việc làm khá là ổn định trong thời gian tới đây. Có thể nói đây là đặc điểm và nhiều lý do khá là đặc biệt mà nhiều đồng hương gốc Việt chúng ta chia sẻ để gửi đến nhiều đồng hương khác đang có ý định và có sự chọn lựa về nơi ở của mình. Hiện tượng cư dân từ các tiểu bang khác, trong đó không ít người Mỹ gốc Việt chúng ta chuyển đến bang Texas để mà sinh sống bắt đầu từ hơn chục năm trước. Nhưng sự dịch chuyển này ngày càng rộ lên và rõ nét hơn, nhộn nhịp hơn. Như câu tục ngữ người Việt chúng ta vẫn nói: "Đất lành thì chim đậu" là vậy mang vợ con từ Cali sang Texas để mà sinh sống kể từ năm 2017, anh Nguyễn đưa ra lý do là hồi ở bên San Jose tôi bán bảo hiểm lương cũng hơn 50.000 đô một năm nhưng mua nhà cũng không nổi lại ở chung với ba mẹ. Qua đây thì muốn an cư lạc nghiệp, tôi đã dành dụng và mua được một căn ở Katy với giá chỉ hơn 300.000 mà thôi. Sau đó tôi bán mua căn khác ở Houston vào năm 2019 giá chỉ có 250.000 anh Nguyễn ông bố của bốn đứa con và bây giờ rất vui với cuộc sống mới vừa lạc nghiệp vừa an cư gia đình đề hòe và con cái càng lớn lại càng ngoan Còn với chị Lan thì cụ một cư dân ở thành phố Santana cũng vừa là cư dân mới ở Houston cho biết rằng gia đình tôi sống ở Cali hơn chục năm vì nhà ở bên đó giá cao quá nên nhiều lần rục rịch để mà dọn đi. Mỗi lần như vậy lại nghe Kali đi dễ khó về thì lại sợ lắm. Cứ nghĩ đi rồi liệu có trở lại được nơi có một cộng đồng người Việt lớn nhất ở tại anh? Hoa Kỳ hải ngoại này không và một khí hậu thuận hòa như thế hay là không? Nhưng theo lời của chị thì cuối cùng gia đình của chị cũng mạnh mẽ chia tay Kali để mà đến Texas làm lại cuộc đời của mình. Nhớ lại năm 2019 chị bọc bạch tâm sự. Thu nhập thấp, tiền ăn uống và chi tiêu cũng không đủ lấy đâu ra dư giả để mà trả tiền nhà. Đó là lý do mà chúng tôi đã phải ra đi. Anh Minh, chồng của chị Lan nói tiếp, thời gian đầu qua đây chúng tôi cũng thuê nhà nhưng giá thuê rẻ nên thu nhập hai vợ chồng làm ở nhà hàng dư sức cho chúng tôi để trả tiền nhà. Như quý vị ông bà cũng biết, hiện tại là vật giá leo thang. Đời sống cũng khá là chật vật, nếu như đặt trường hợp chúng tôi còn là Cali thì ngay không biết đời sống sẽ ra sao nữa. Làm nhà hàng một thời gian, anh chị quyết định đã nấu món ăn Việt tại nhà và bán hàng online. Thời gian dịch bệnh trong năm trước thì nhiều người đặt hàng, chị nấu, anh đi giao và khách hàng ngày càng đông, thậm chí hết cả mùa dịch nhiều khách hàng vẫn nhớ món của gia đình và tiếp tục ủng hộ đặt chị nấu và ship tận nơi. Chỉ sau vài năm, anh chị đã mua được một căn nhà có giá là hơn 200 ngàn ở thành phố Arlington, ở gần Dallas. Và bây giờ mỗi tháng, chúng tôi chỉ cần chi trả tiền nhà hơn ngàn bạc mà thôi. Với số tiền này thì tôi không thể nào mướn được một ngôi nhà ba phòng ngủ có bếp và mọi thứ riêng biệt như ở đây đâu, anh chia sẻ như vậy. Còn cô Nguyễn sống ở Arlington được 4 năm cũng cho biết với người có tuổi như cô thì nên ở những nơi có nhiều người Việt như ở thành phố Arlington. Mình có hai đứa con, đứa ở Leesburg, đứa ở Arlington, nhưng mình thích ở với đứa bên này, chứ bên Leesburg có rất ít người Việt, cô chia sẻ. Chuyển từ New York sang Arlington sinh sống, ông Nguyễn cũng cho biết gần đây ông có nhiều hàng xóm là người Việt, ông gặp đồng hương nhiều nhất ở tại giáo xứ các thánh tử đạo, nơi có mấy ngàn giáo dân. Và là người công giáo nên ông đến mà sinh hoạt hàng tuần cũng khá là vui và đời sống thật ý nghĩa tôi chuyển về nơi có nhiều người việt vì đây là môi trường thuận tiện cho lớp con cháu noi gương cha mẹ trong việc thờ phượng thiên chúa và giữ gìn văn hóa cội nguồn của mình sống đạo cho đẹp và đời sống đạo đức thì hẳn nhiên con người cũng tốt lành hơn con cái được hưởng cái đức đó và rồi gia đình lại hạnh phúc đầm ấm mà thôi Đối với anh Thuận, người chuyên sửa nhà và kiêm nghề mua bán nhà ở đất Houston cũng khẳng định rằng bán một ngôi nhà Cali qua Texas mua được đến 3 căn. Một điều vô cùng tuyệt vời, anh kể. Chỉ trong một ngày, anh nhớ lại, anh tiếp 5 người ngoài tiểu bang bay sang Houston để mà nghiên cứu tình hình địa ốc trước khi quyết định bán tài sản ở Cali để dọn nhà đến nơi đây. Trong 5 người thì đến có bốn người là cư dân ở Cali, anh kể lại họ đều là có nhu cầu khác nhau người thì muốn mua nhà 3 phòng giá phải chăng người thì thích ở gần nhà thờ người thì muốn vừa mua được nhà vừa mở được tiệm ăn lại có một người kia tìm mua nhà 600 đến 600 rưỡi vào wow, với giá đó thì nhà bên này thì đẹp tuyệt vời anh tâm sự như vậy theo anh giá nhà ở đâu cũng vậy tùy thuộc vào vị trí nhà lớn hay nhà nhỏ nhà mới hay nhà cũ cũng có những người từ tiểu bang khác có điều kiện đầu tư nên mua nhà bên Texas rồi cho thuê Mới tháng trước có người qua đây mua nhà rồi thuê tôi sửa chữa lại anh kể lại Căn nhà giá khoảng 200 ngàn thôi sửa hết 25 ngàn làm xong Họ cho thuê được hơn 2 ngàn đồng một tháng đó Đó là tâm sự của anh Tôi từng ở New York ở Cali nhưng kể từ năm 1987 qua thế sống cho đến bây giờ Tôi rất yêu mảnh đất này và sẽ ở đây mãi cho đến khi tắt hơi thở Ông Đặng là tổng giám đốc Bến Thành Plaza ở Arlington, Texas cũng tâm sự bộc bạch như thế làm nghề kinh doanh bất động sản, ông David biết rõ thị trường địa ốc các nơi. Nhớ lại năm 91, lúc tôi ở Cali, giá nhà không mắc như bây giờ. Ông David nói, bên ấy giờ toàn là nhà triệu đô không à. Nhiều người bán nhà qua đây vừa mua được nhà đẹp vừa mở được cơ sở kinh doanh, sống khá là khỏe và thoải mái tinh thần. Texas đó là một tiểu bang có diện tích lớn thứ nhất trong lục địa Hoa Kỳ, để chỉ 48 tiểu bang liền kề nhau, có biệt danh là tiểu bang ngôi sao cô độc Nhằm biểu thị Texas là một nước Cộng hòa độc lập và nhắc đến cuộc đấu tranh giành độc lập của Texas từ Mexico. Tiểu bang có khí hậu nhiệt đới ẩm với cái nóng tương tự như ở Sài Gòn, ở quê nhà vào mùa đông. Khí hậu nơi đây dễ chịu hơn mùa hè nhưng đôi khi cũng có tuyết rơi. Nhưng vì Texas là tiểu bang rộng lớn nên có nơi cũng chịu ảnh hưởng của vùng có khí hậu khắc nghiệt. Bà Nguyễn, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Texas thừa nhận những năm gần đây. Nhiều đồng hương chúng ta đa số ở Cali đã rời sang Texas để mà sinh sống và lập nghiệp. Nói về khí hậu thì có lẽ nơi đây không bằng Cali. Bà nói, Texas mà lạnh thì lạnh bút ra nhưng chỉ vài tuần lễ là hết mà thôi. Còn nóng cũng nóng lắm. Tuy vậy người Việt mình thấy bà con ở quê nhà Sài Gòn tâm sự cái nóng ở mùa hè ở Sài Gòn còn kinh khủng hơn biết bao mà vẫn sống đó thôi. Còn qua đây đất rộng người thưa và khí hậu thật tuyệt vời thì hỏi làm sao mà không thích nghi được cơ chứ. Tuy vậy người Việt mình lại thích có đời sống làng xóm và thích gặp gỡ đồng hương. Nếu đến đây gặp được nhiều đồng hương thì lại càng tuyệt vời hơn biết mấy. Nếu ai muốn thưởng thức những cảnh hoa phường của Việt Nam nở đỏ rực thì nên về Dallas để mà ở. Đó là lý do Dallas có đông người Việt sinh sống ở nơi đây. Người Việt ở Arlington, Dallas, Forward cũng không sống chung theo cụm như ở Orange County, ở tiểu bang Cali. Nhìn chung là ở Texas thì làn sóng cư dân chuyển vô theo từng đợt nên chia nhiều vùng như ở Carrollton, Grand Ravry, hay là Irving, Garland. Nhà ai thì nấy ở nhưng họ không hề đơn độc theo như nhiều người tâm sự. Ở nơi đây thì có khoảng gần 300.000 người Việt sinh sống, có nhiều cơ sở tôn giáo dịch vụ để phục vụ cộng đồng người Việt chúng ta và chúng ta có thể nghe nói đến Houston và nơi đây cũng có nhiều điểm đặc biệt đó là chợ trồm hổm của người Việt chúng ta cũng khá là cuốn hút với cả người bản xứ nữa Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.